Ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và một số cán bộ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ đảng viên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật, đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức Đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ chiến sĩ. Nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý luật tổ chức Đảng và vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, khiển trách đồng chí Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, khai trừ khỏi Đảng đối với các đồng chí Đại tá Phùng Danh Thoại, Đảng ủy viên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Thiếu tá Lưu Đức Thế, Đảng ủy viên, Phó trưởng Đoàn Trinh sát số 2. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng 3 Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng 4 Cảnh sát biển. Trên đây, Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.